Hello, xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái thử thách, đó chính là mặc hết toàn bộ 100 chiếc áo này lên trên cơ thể của tôi, ok? Hiện tại thì là ở ngoài kia trời đang rất là lạnh, cũng như là chuẩn bị chuyển sang đông đến nơi rồi, nên là tôi mới nghĩ ra cái trò này, nghĩ ra cái trò mặc hết toàn bộ 100 chiếc áo này lên trên cơ thể, mặc vào cho nó ấm. Chứ bình thường tôi mặc cái áo này tôi thấy nó rất là nóng luôn. Nhầm. Ôi, tôi thấy nó rất là lạnh luôn, chứ mặc một áo này mà nóng thì chắc là mặc 100 chiếc áo này lên chết luôn tại chỗ luôn, chứ làm sao mà sống được đấy. Thế là tí nữa thì tôi sẽ thực hiện cái thử thách này, không biết là tôi có thể mặc hết được toàn bộ 100 chiếc áo này không, nhưng mà tôi sẽ cố gắng để thực hiện cái thử thách này cho các bạn xem, ok? Và toàn bộ 100 chiếc áo này tôi mua tại công ty Đồng Phục Hải Anh, một công ty chuyên in ấn sản xuất áo đồng phục, áo lớp, áo nhóm lớn nhất hiện nay tại Việt Nam, cũng như là rất là uy tín luôn đó. Thì các bạn thấy là ở đây tôi có rất là nhiều mẫu mã áo màu sắc rất là rực rỡ, rất là đẹp luôn, không thiếu mẫu mã luôn đó. Ok, cho các bạn xem qua trước khi mà tôi mặc lên trên cơ thể của tôi. Rồi không linh tinh nữa thì là bây giờ là thế là tôi sẽ thực hiện cái thử thách mặc hết toàn bộ 100 chiếc áo này lên trên cơ thể của tôi, ok. Ok, bây giờ tôi sẽ thực hiện thử thách mặc hết toàn bộ 100 chiếc áo ở đây lên trên cơ thể của tôi. Và không nên tin nên thuyên nữa thì là tôi sẽ phải cởi bỏ cái áo mà tôi đang mặc. Các bạn thấy không? Body của tôi nhìn rất đẹp luôn. Cơ bắp nổi cuồn cuộn. Bụng 6 múi đấy. Ngực rất là to và đẹp. Thấy không? Rồi. Không khoe body nữa, bây giờ tôi mặc luôn toàn bộ 100 chiếc áo này. Ở đây là tôi có rất là nhiều size đủ kích cỡ từ nhỏ cho đến bé. Size bé nhất là size S, rồi là đến size M, size L, size XL và size XXL. Đó, rất là nhiều size. Tôi sẽ mặc từ cái size bé nhất cho đến size to nhất để cho bạn xem là tôi có thể mặc đủ hết toàn bộ 100 chiếc áo lên cơ thể tôi không, hay là chỉ mặc được vài chục cái thôi. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Rồi, bây giờ tôi sẽ bóc cái túi này ra cho các bạn xem một cái áo đầu tiên của công ty Đồng Phục Hải Anh sản xuất. Ôi, tôi để người thấy mát lạnh vãi trường, mát vãi. Rồi, chất vải các bạn thấy là nó có thể co giãn được và sờ đến rất là mát. Trong áo thì là có rất là nhiều những cái lỗ li ti, những cái lỗ này thì là khi mà mặc lên thì là nó sẽ thấm mồ hôi cũng như là nó thoát khí ra ngoài, nó sẽ không bị nóng. Đó, ok. Đây là size L, tôi sẽ thử mặc một chiếc áo xem như thế nào. Thì là ở mặt trước có một cái dòng chữ slogan: tôi chưa thấy nước nào nghịch như nước này. Đó, đằng sau thì là không có gì. Ở Đồng Phục Hải Anh thì các bạn thấy là có rất là nhiều những câu slogan rất là độc và rất là hay. Rồi, và không nên tin miệng thuyền nữa thì tôi sẽ mặc lên. Ok, mặc lên thì tôi thấy nó rất là mát, nó không nóng như áo của tôi, rất là thoải mái dễ chịu. Xong, quần xanh, áo xanh. Đấy, nhìn rất là đẹp đúng không các bạn? Ok, rồi bây giờ thì là thôi đứng đi, tôi sẽ mặc tiếp chiếc áo thứ hai. Tôi thật ra là tôi rất là thích màu đen, nhưng mà ở đây là áo là rất là nhiều màu nên tôi mặc hết. Rồi, chiếc áo tiếp theo là chiếc áo có cái slogan là FC phê sữa. Phê sữa. We are your best 9A. Đằng sau thì là có chữ nghịch ngợm, phá phách, phong cách 9A. Ok, đây là áo đồng phục lớp lớp 9 này. Rồi, bây giờ tôi sẽ mặc tiếp chiếc áo thứ hai. Ok, mặc được hai cái rồi. Ôi giời ơi, cũng thấy nó rất là bình thường. Đến cái thứ 20, thật sự là mặc xong thấy rất là ấm nhưng mà nó rất là bó, bởi vì nó mát nhiều áo luôn. Nhìn tôi giống Superman chưa đấy?
nhìn người to hơn vãi chưởng. Ok, mặc được 20 cái rồi, tức là tôi còn phải mặc 80 cái áo nữa. Và tôi thấy lạnh ở đây rất là nhiều, nhưng mà trong đây thấy rất là ấm, không thấy nóng một tí nào cả. Bởi vì như tôi đã nói thì cái áo này nó có rất là nhiều những cái lỗ li ti này, có thể thoát không khí được. Và không thấy nóng một tí nào cả. Nhưng mà tôi thấy rất là mệt. Rồi từ nãy giờ mặc rất là mỏi tay, cũng như là rất là mệt, mệt vãi chưởng. Mặc từ nãy giờ hơn 10 phút mới được có 20 cái. Sẽ mặc tiếp. Mặc đến cái thứ 26 thì thật sự là bây giờ tôi thấy rất là khó chịu. Nó bó hết vào người và thấy rất là nóng, nóng kinh khủng luôn. Bật điều hòa. Trời ngoài kia đang rất là lạnh, nhưng mà mặc vào đến hiện tại thì tôi không thể thấy nó ấm nữa rồi, mà bây giờ nó rất là nóng. Chắc là do từ nãy giờ tôi mặc áo nhiều quá, nó hoạt động nhiều, đâm ra nó ra nhiều mồ hôi. Rồi mày nói tôi cũng quên mất, không biết là bây giờ tôi mặc bao nhiêu cái. Ok, tôi sẽ mặc tiếp, tí nữa đếm sau. Thật sự là tôi không thể mặc nữa. Mặc nó rất là mềm và nó rất là khó mặc. Tôi không biết là tôi mặc bao nhiêu cái nữa, nhưng mà bây giờ người thôi chắc được khoảng tầm ba mấy cái, gần 40 cái rồi. Tôi sẽ thử mặc tiếp một cái nữa. Thật sự là bây giờ tay tôi rất là mỏi. Bây giờ tôi mặc đến cái size XL, cái size gần như là to nhất. Rồi. Mặc size to hơn thì là nó dễ hơn một chút. Thật sự là một mình tôi mặc rất là khó. Nếu mà có ai đó hỗ trợ tôi chắc là rất là dễ để có thể mặc hết được. Tôi nghĩ mặc quần nó dễ hơn. Mặc áo phải luồn qua tay, rồi qua cả cổ nữa. Nó qua 3 cái lỗ, 4 cái lỗ. Mặc quần chỉ có 3 lỗ thôi. Tôi đang cố mặc được cả nhiều bằng tốt, chứ thật sự là tôi không thể chắc mà tôi sẽ mặc được 100 cái. Có lẽ không thể mặc được. Ôi, người tôi bây giờ cũng đang rất là nặng. Tay mỏi hết rồi. Thật sự rất là mệt các bạn ạ. Mệt kinh khủng luôn.
Tôi phải ngồi tôi nghỉ một chút. Ok, tôi vừa mới đếm xong thì là tổng cộng là tôi đã mặc được 41 chiếc áo. Cảm giác như là địa ngục vậy. Chưa bao giờ tôi mệt như hôm nay, thật sự là mệt. Không phải là mặc áo vào mệt, mà là nãy giờ hoạt động rất là nhiều. Tay chân giơ lên giơ xuống mặc áo vào. Rất là khó khăn, lúc đầu mặc rất là dễ, càng ngày rất là khó. Thật sự là rất là mệt. Bây giờ được có 41 cái, vẫn còn 59 cái nữa. Thật sự là không biết là tôi có thể mặc được bao nhiêu cái nữa, nhưng mà tôi sẽ cố gắng mặc được bao nhiêu mặc. Bởi vì là cái thử thách này là tôi thử mặc 100 chiếc áo, mặc được bao nhiêu mặc thôi, chứ không phải là thử mặc hết. Ok. Mệt vãi. 4-5 cái thôi. Cái này cho tôi thêm tiền tôi không thể mặc được 100 cái đâu. 46. Nên thêm 3 cái nữa cho tròn 50 cái nhưng mà không thể mặc được. 47 cái rồi, ok. Tức là tôi chỉ mặc được 47 cái thôi, thật sự là không thể mặc nữa, thật sự rất là khó mặc. Bởi vì là thật sự các bạn thì hiểu rồi. Đây các bạn nhìn tay tôi đỏ hết này. Đó. Ok. Tôi đã mặc được tổng cộng là 47 cái trên 100 chiếc. Không thể mặc nữa. Giờ nhìn người tôi như sumo luôn. Sau gần 1 tiếng vật lộn thì là tôi đã mặc được tổng cộng là 47 cái. Không thể mặc được 100 cái, xin lỗi tất cả các bạn. Bởi vì là cái thử thách này tôi đã không thành công. Chỉ mặc được 47 cái thôi. Nếu mà mặc quần có lẽ là tôi nghĩ là tôi sẽ mặc được khoảng tầm gần 100 cái đấy. Nhưng mà không thể hứa trước được, bây giờ tay tôi rất là mỏi. Và cảm giác rất là nóng. Nó nóng chứ không phải là ấm nữa. Đấy, cho bạn xem này. Đấy, người tôi này. Giờ không khác gì sumo luôn. Ok. Bây giờ có lẽ là tôi sẽ phải cởi hết toàn bộ 47 áo ra. Sửa rất khó chịu, rất là nóng luôn. Bây giờ cởi ra như thế nào đây. Wow. Cởi ra tôi thấy rất là dễ luôn. Không khó gì cả. Mệt,
là mệt, mệt kinh khủng luôn. Đúng là tôi mặc 47 cái nó đã như thế này, mặc 100 cái chắc ngất chết, phải cầm kéo mà cắt ra chứ thật sự là cởi ra rất là khó, rất là mệt, thật sự là rất là mệt. Đây là toàn bộ 47 chiếc áo mà tôi vừa mới cởi ra, thì các bạn thấy là nó nhiều như nào, mắc nhiều luôn, rất là nhiều áo đó, không phải ít đâu. Ok, mệt, thật sự rất là mệt, chưa bao giờ tôi thấy mệt như hôm nay, vừa mệt vừa mỏi rã rời chân tay. Ok, tôi đã thực hiện xong thử thách mặc được 47 chiếc trên 100 chiếc áo. Không thể mặc được 100 chiếc, thật sự không thể mặc được luôn. Không bao giờ mặc được, cả kể có người hỗ trợ không bao giờ tôi mặc được. Mà cả kể mặc xong thì chắc là ngất đi viện luôn. Bởi vì nó rất là bó, nó bó sát vào người luôn. Ok, xong thử thách. Và có một cái điều chốt cuối cùng đó chính là rất là mệt. Mệt vai. Bây giờ có lẽ là tôi không thể nói và không thể quay nữa rồi. Tôi phải nghỉ ngơi, sơi nước đã. Chứ rất là mệt rồi. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Nhớ like, chia sẻ video và ủng hộ tôi bằng cách là đăng ký kênh giúp tôi nha. Ok, bye bye tất cả các bạn.